Chào mừng các bạn đến với kênh Nguyên Dương. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hạnh phúc, an lành và thành công. Mời bạn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thưa các bạn, hôm nay chúng tôi đi thăm một người đồng đội cũ. Anh là người Thái Trăng. Từ nơi chúng tôi đến anh là khá xa. Nhưng dù đường xá như thế nào, chúng tôi cũng đi để xem, để thăm sức khỏe của anh, đồng thời xem lại con đường ngày xưa. Thời gian trước, cách đây có thể cũng hơn 10 năm, chúng tôi đi, nếu đi trên con đường này sẽ là một sự kinh hoàng đối với các tay lái. Đường xe đỏ và các loại xe tải khác để đi là khó, chỉ đi xe đạp hoặc đi bộ. Còn ngày nay, như các bạn đã nhìn thấy, một con đường rộng thênh thang, phẳng lì và khá đẹp. Đây là một sự khác biệt và chúng tôi muốn nói đến trong video này. Còn anh bạn của chúng tôi, anh năm nay đã 74 tuổi và anh đang có vấn đề về sức khỏe. Anh là đồng đội của chúng tôi trong những năm tháng gian lao và khổ hạnh đã qua. Và ngày nay chúng tôi đến thăm anh. Con đường đến anh đã thuận lợi hơn, nhưng chúng tôi cũng đã lớn tuổi đi và mọi chuyện không dễ dàng trong các chuyến đi thăm hỏi lẫn nhau. Chúng tôi là những người miền núi cho nên tất cả mọi cái nó không phải như ở phố xá hay ở các địa phương khác. Cảm ơn bạn đã đến, đã xem video để ngắm con đường ở miền Tây xứ Nghệ ngày nay nó như thế nào. Nếu bạn đã từng đi trên con đường này từ nhiều năm trước thì đó là một sự kinh hoàng đối với bạn, với chúng tôi cũng vậy. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, an lành trong ngày mới. Trân trọng bạn đã đến thăm chúng tôi. Cảm ơn. Mời bạn đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi video tiếp theo của Nguyên Dương.